Chúng ta chỉ còn lại 3 thí sinh trong phòng chờ. Ai sẽ là người được bước ra đây? Thí sinh tiếp theo, anh Kiệt. Trước khi vô cuộc thi là em chuyên gia đi ăn mà những cuộc thi mà ăn để lãnh tiền á. Nhiều khi mà em mua chuối già và em ăn nguyên một nải luôn á. Nhưng mà khi vô đây á, thì khi mà nghe tới bữa xế, chuẩn bị ăn bữa xế nha, thì quản lý thí sinh mới phát cho mọi người một trái chuối cao cỡ như đây nè. Đã ăn ít, tập nhiều rồi mà nhiều khi bên chương trình còn tổ chức những cuộc thi giống như là chạy marathon đường dài cho các thí sinh. Em cảm thấy mệt lắm, ăn có một phần mà tập tới khoảng 7-8 phần nữa. Mình bị một cái vấn đề rất là lớn, đó là khi mà mình tập những cái bài nhảy mà nó có điểm dừng thì trong não mình nghĩ là mình dừng rồi đó. Nhưng mà tại vì mỡ này kia nó nhiều quá nên nó sóng sánh, nó dừng cái nó qua đây, dừng cái nó qua đây, rồi dừng cái nó rung. Nên cái động tác nó không được dứt khoát, phải tập rất là nhiều. Là dancer thì ai cũng muốn mình đứng trên một cái sân khấu lớn. Và khi mà bước vô cuộc thi này thì em được cái điều đó. Cái cảm giác nó giống như là đang sống trong một giấc mơ của một dancer. Tràng pháo tay dành cho ông vua kẹo anh Kiệt và bạn diễn Kim Phụng. Yeah. Anh John Huy ạ. Mình không có chê nhưng mà mình sẽ nói là cái bài này không phải là một cái bài rất là khó. Mấy cái phần nhảy cũng không có nhiều. Anh nói như vậy thì anh muốn em trong mấy cái tổ hợp nhảy là em phải chắc nhiều hơn nữa. Nhưng mà anh không hiểu tại sao mà trong cái bài này anh thấy em hơi nhát một tí và cái tập trung của anh nó bị thu hút ở bên Phụng. Kiệt ơi, anh cần em làm tốt hơn. Anh Hoài Linh ạ. Về cái bài dựng thì tôi nghĩ là nó cũng có ý tưởng, cũng khá dễ thương. Tuy nhiên, để mà nói về cái phần nhảy á, thì tôi thấy nó ít quá. Cái này thiên về cái biểu diễn nhiều hơn là cái nhảy. Mà ở đây chúng ta gọi là bước nhảy, thì tôi cần bạn phải bùng cháy hơn nữa trong những cái bước nhảy của mình và cái sự kết hợp. Nó có phần khá là rời rạc, chưa có thật sự cuốn hút tôi lắm. Nếu mà em vào được vòng trong thì anh muốn em làm một cái cuộc bứt phá. Thật ra thì anh Kiệt cũng có tâm sự nhẹ với lại Ngọc Diệp rằng qua một cái tuần này á, là rất là đói, càng ngày càng ăn phải ít lại và tập thì phải nhiều hơn. Cho nên là một trong những thí sinh có cân nặng cao nhất từ vòng đầu thì anh Kiệt đã nỗ lực rất là lớn rồi đấy ạ. Chắc là anh Đàm Vĩnh Hưng xin ý kiến của anh như thế nào ạ? Với bài nhảy này thì anh phải nói là tụi em quá can đảm khi mà chọn nhạc của Kitaro để mà dựng một bài nhảy rất là khó. Thứ hai là những yếu tố mà về một bài nhảy đó gần như là không có. Thay vào đó là những yếu tố để gây hài, làm cho vui. Nhưng mà tuy nhiên nó lại không tới nơi tới chốn để mà vui luôn. Và số điểm ban giám khảo dành cho thí sinh anh Kiệt, anh Hoài Linh ạ. Tôi 5 điểm. Anh John Huy. Anh cũng là 5 điểm. Tôi đã từng đi thi có nè,
ngồi chấm thi có, và có cả người nhà thi, học trò thi cũng có. Nên là biết là những cái số điểm, một điểm hay nửa điểm, nó rất là quan trọng, có thể đưa bạn đi xa hơn, hoặc có thể làm cho bạn hạnh phúc hơn. Nhưng cái vấn đề còn lại là cái uy tín và cái sự nhìn nhận của tụi tôi, phải trả lời với khán giả, với công chúng, với những người theo dõi chương trình này, cộng với lại những cái sự nỗ lực khác của các thí sinh nữa. Cho nên là cái sự chấm điểm này hoàn toàn là công tâm và chính xác. Tôi xin chọn số điểm 5 để gửi tặng cho các bạn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Điểm trung bình của anh Kiệt là 5 điểm. Bạn vẫn còn cơ hội ở chiếc cân phía trước. Cố lên. Cân nặng cũ 142,3 cân. Cân nặng tuần này của anh Kiệt 136,6, giảm 5 cân 7. Anh Kiệt có tổng cân nặng giảm cao nhất, tương đương 4%. Điểm của bạn 9 điểm. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh Kiệt. Như vậy anh Khoa là người rơi vào nhóm nguy hiểm từ bây giờ.